Xin chào các bạn, thì tiếp tục đến với video clip của mình về cách là mẹo không xài thẻ nhớ nhưng mà vẫn quay phim, chụp hình thả ga, không có giới hạn đó các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cái phần mềm mà xài được trên tất cả các hệ điều hành Android và iOS. Thì riêng Android thì chúng ta vào cửa hàng Google Play và tải về cái phần mềm này các bạn, phần mềm ảnh nè. Thì mình vào cửa hàng mình tải về là Google ảnh, thì ở đây mình cũng đã tải về rồi nên không có tải về nữa. Thì mặc dù cái phần mềm này nó đã ra lâu rồi nhưng mà có nhiều bạn cũng không có biết là cách sử dụng như thế nào là hợp lý. Thì đó, cái này mình đã tải về rồi thì mình sẽ mở vào đây. Thì mình trước khi mình cũng phải đăng nhập vào cái Gmail của mình, thì sau đó là mình bật thêm một danh thiết bị, mình để cái đồng bộ. Thì bây giờ mình thí dụ về cho các bạn, nhất là những bạn mà làm vlog, quay phim trên điện thoại hay chụp hình trên điện thoại mà cứ hết bộ nhớ, hay là phải gắn thêm thẻ nhớ, rồi phải hay là phải chuyển file ảnh video clip vào PC này nọ. Thì bây giờ mình thí dụ cho các bạn xem, thì chúng ta quay phim hay chụp hình gì vẫn được nha các bạn. Thì hiện tại mình sẽ chụp hình cho các bạn cùng xem. Ví dụ như là mình chụp cái tấm hình này đi. Rồi, thì mình vào đây nha. Thì mình vào thư viện á, thì có bức ảnh này đúng không các bạn? Thì nhưng mà mình vào đây thì mình sẽ đồng bộ. Thì trước tiên thì mình phải có cái tài khoản như nãy mình nói. Thứ hai nữa là mình phải vào thư mục nè, máy ảnh nè. Mình bật cái nút này lên nè các bạn. Nút này nè, là nó sẽ tự đồng bộ. Thì ngoài ra các thư mục khác thì nó cũng, mình muốn đồng bộ hay không thì thí dụ như là mình tải ảnh video clip trên YouTube hay là Facebook này nọ, hay là chụp màn hình này nọ, thì nó vẫn ở đây, mình có thể là đồng bộ qua trên đây. Thì hiện tại bây giờ cái bức ảnh này của mình đã đồng bộ, thì yêu cầu là phải có mạng như là Wi-Fi hoặc 3G. Thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng Wi-Fi, không nên sử dụng 3G nha các bạn. Vì cái dung lượng của nó mà up lên thì rất là tốn, nhất là những bạn mà xài dung lượng theo là xài nhiêu tính nhiêu á. Thì mình có vào phần cài đặt nè, thì vào sau lưu và đồng bộ. Trước mắt là cái tài khoản của mình, thì ở đây nó cho mình up ảnh và video clip lên thoải mái nha các bạn. Thì sau đó chúng ta sẽ sau lưu đồng bộ thiết bị. Thì cái bức ảnh này đã sau lưu rồi, thì mình thí dụ cho các bạn xem. Sau đây thì mình sẽ vào thư viện và mình xóa bức ảnh này đi. Thì nhưng mà trên cái người ta gọi là lưu trữ đám mây các bạn, là Google ảnh lúc nãy mình vào á, thì hiện tại nó vẫn còn nha các bạn. Nè, đúng không các bạn? Thì ví dụ như mình đã sau lưu hết tất cả rồi thì mình có vào đây nè, mình giải phóng dung lượng, giải phóng toàn bộ tất cả, là cho bộ nhớ máy trống nó được trống. Mà thật sự thì mình không cần thẻ nhớ hay là lúc nào bộ nhớ cũng báo đầy. Thì qua cái video clip này thì cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn like và subscribe. Và ví dụ như các bạn nào có yêu cầu mình làm cái phần mềm nào mà về hướng dẫn cái mẹo nào thì có thể comment ở phía dưới video clip này để mình xem và mình nghiên cứu, mình chia sẻ đến cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.